chào mọi người. Người Hải Phòng thì chắc là sẽ không xa lạ với cái chợ Hàng. Đây là một chợ rất là to, rất là nổi tiếng tại Hải Phòng. Thì nghe người bạn mình bảo là tại chợ Hàng thì bán rất là nhiều cá cảnh, tiện thủy sinh cũng rất là nhiều. Thì ngày hôm nay mình có dịp xuống Hải Phòng nên là cố gắng sẽ đến chợ này và quay lại cho các bạn xem ở đây người ta bán cá cảnh thủy sinh nhiều mức như nào nhé. Mình hiện tại đang ở ngoài cửa chợ Hàng, ở đây rất là đông. Thì mình lại không mang mic nhưng mong rằng nó hơi ồn một chút thì mọi người cố gắng thông cảm giúp mình nhé. Đây để mình quay ra cái mặt đằng trước. Đây là cửa vào chợ Hàng của chúng ta. Ngoài thì khá là nhiều hoa. Vì đây là chợ người ta bán rất là nhiều mặt hàng. Mình sẽ cố gắng đi vào sâu bên trong và tìm những khu mà bán chuyên về cá cảnh để quay không. Rồi, let's go. Đây, đi chợ mà như tắt đường mà Hà Nội vậy. Đông chưa? Chợ này rất là đông. Sơ qua thì mọi người có thể thấy ở đây người ta bán rất là nhiều mặt hàng. Ở đây có cả lúa này. À không hẳn, biết không về lúa. À đây rồi, một tiệm cá cảnh. Đây là một tiệm cá cảnh khá là lớn. Bán khá là nhiều các loại cá, nó cũng khá là bình dân, kiểu bảy màu thường bình tích ở đây và một số con cá thần tiên. Bên dưới thì rất nhiều các chất con. Sẽ cố gắng tìm một cái tiệm nào đó nó đặc sắc một chút để mình đi vào mình quay. Ôi cá gì này, không bí ngọ vịt ạ, nó là cá rất ngọt đấy. Cá cái gì mà sống ở trong một bình như này thì làm sao ngon đấy. Cá này mà thả chung với đàn công thì nó rơi sạch rồi. Cá nào? Cá này. Cá này. Hồng mỹ, hồng vĩ mỏ vịt. Thế kia anh gọi là cá chê đuôi hồng. Thế nào? Cá chê này mà nuôi lâu lâu to lắm. Em này đẹp quá mọi người. Em này đẹp quá. Hay là tính mua về tạo cái bể biotope nhỉ? Thì nó hấp dẫn. Đây là cá chép. Đây có vẻ mọi người bán khá nhiều cá chép. Trên này là các dòng cá thứ bảy màu này. Kia là cá beta. Ở đây mọi người bán cá beta khá rẻ thôi, khoảng tầm 20-30 nghìn một con. Nếu mọi người có cơ hội qua chợ Hàng Hải Phòng thì có thể là ghé thăm ở đây. Người ta sẽ mở vào những cái ngày cuối tuần như thứ bảy và chủ nhật. Chợ cá ở đây rất là nhiều. Đấy, vừa nãy mình đã tìm được một loại cá rất là hay, rất là độc đáo để quay cho mọi người. Chỗ nào cũng thấy có tiệm cá luôn, quá nhiều luôn nữa. Mít là
đây là các em rủ người ta trang trí nhìn hài hước ngộ nghĩnh tinh. Đây người không? Người ta cũng bán khá là nhiều cây thủy sinh này, người có thể mua về và trang trí. Ngoài ra thì bên trên người ta cũng bán khá là nhiều những cái bẻ và mô hình cây giả dành cho những người chơi thủy sinh, có thể là đa dạng sự lựa chọn này. Đấy, nhiều lắm. Kia có lũa với bonsai kìa. Chứng tỏ ở đây chơi thủy sinh khá là độc, khá là nhiều. Dân Hải Phòng chơi thủy sinh khá là nhiều. Con này là con cá cái gì gọi là kiểu sừng đúng không? Kiểu sừng Mexico. Có vài màu đen với vàng. À cả trắng đó. Có 3 màu. Con này nuôi mấy cái bể biotope đấy ạ. Ôi con kia bị ngửa bụng rồi. Hả? Mày có đèn quay nào đẹp? Ừ. Chép mà. Mấy em này quay thật đẹp. Nói chung là có vẻ ngoài trời to thì nuôi mấy em chép cá coi là đẹp nhất. Trong cửa tiệm này có một vài em coi rất là to ở trong kia. Xin phép bác chủ đi vào quay thử trong. Đây, một vài em coi bởi nhà anh chủ. Ôi, nó phải dài khoảng tầm 50cm. Đối với cá coi thì cũng vẫn là bé, nhưng mà đối với mình, những người tận mắt đầu lần đầu tiên thì những cá coi to như thế này thì thực sự rất là rất ấn tượng. To bàn tay. Quy trình bàn tay bằng 1/3 con cá. Wow. Sự rất là ấn tượng. Ở đây thì anh chủ bán khá là nhiều cá. Cá đấy là cá lô lệ. Kêu ê và lần lần nhìn nhúc ấy, nhiều thật. Chuột. Ôi, cái con này là gọi là cái con sừng sật ngày xưa hay sao này? Ui. Anh thích con này lắm. Thì anh sẽ mua một con, một đôi. Phải nói là tiệm cá cảnh ở Hải Phòng cũng rất là lớn. Rồi, nó không quy mô, không kém gì ở Hà Nội, thậm chí nó còn hơn Hà Nội. Ở đây các bác ấy nhiều đất nên là làm rất là to. Nhiều cá này. Đây, mấy em này là mấy em cá xăm. Bị xăm đây. Mấy em cá bị xăm chứ không phải là được xăm. Đây, lại quay lại mấy em cá chê đuôi đuôi hồng. Như vừa nãy chị ấy, chị còn nói nhắc tên. Nhìn thực sự là mình lần đầu tiên mình nhìn em cá này đấy. Độc ám thật đấy. Năm nay mà nuôi biotope size nhỏ nhỏ hơn chút thì chắc là đẹp, phải to quá. Đang tính mua mà nghĩ size to quá nên này thôi. Anh nghĩ sẽ mua một em này. Ồ,
em nhìn đẹp như thế này mà em bảo là không thích. Con này có phải cái con sằng sặc ngày xưa? Mã giáp ấy. Mã giáp à? Ở khu cháu hay gọi là cái con sằng sặc. Không, mã giáp. Có phải một con nữa, nó màu hơi trên tranh, nó giống giống con này, nó là mặt lòng. Nhìn đẹp quá. Còn bên này là bể thủy sinh. Đây, mình sẽ qua đây mình quay một chút nha. Chắc là do tiệm chủ yếu là bán cá nên mọi người ở đây design cái layout nó cũng khá là đơn giản thôi. Cá lại màu xanh nhuộm, bây giờ là màu tự nhiên này. Màu xanh đồng bộ với màu phê luôn. Nhìn nó bơi đẹp chưa này mọi người? Cá màu xanh à? Ừ. Cái con này bình thường nó màu cam cam mà nhỉ? Chẳng biết nữa. Đây, có con màu trắng. Con màu trắng nó mới đẻ sao? Con đấy nữa đâu có phải liên quan đến cái dòng này đâu. Cái gì vậy? Bình thường cháu ở trên kia cháu chỉ thấy nó có màu cam cam. Màu... Cái này là văn ngựa. Văn ngựa đúng không? Cá văn ở trên ngựa. Văn ngựa. Màu đẹp nhỉ, 20.000 con ạ. À? Ừ. Bình thường cháu chỉ thấy nó màu cam cam thôi. Không, cái này là ở trong Sài Gòn nó chuyển đá mà. À, đây là chắc là màu 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 khác. Mã thiên, mã giáp thì con đấy bao tiền một con? Nhưng mà con đấy lườn đuổi xấu. Cháu thấy lùi bẻ biêu tốt đẹp. Cháu đang tính mua hai con về biêu. Hai con này á, mã thiên này á? Vâng. Cá đấy nó kiểu dạng dọn bẻ ấy, nhưng mà trông cho đen xì xì đó. À không, con này cơ. À, mã giáp vù. Vâng, dạ mã. Mã giáp, mã giáp, mã giáp. Tâm dọn bẻ cái này cháu biết. Con đấy bao tiền rồi? Bên cạnh như vâng. Mã giáp vù là 150 một đôi thôi. 150 một đôi ạ? Thì nhìn nó đẹp quá, nhìn vây khá là đẹp. Con vù ấy thì đắt, còn con thẳng thì là gì? Con thẳng bao nhiêu? Thẳng 100 một đôi. Tí nào một đôi. Con đấy đẹp. Nhưng mà không biết mang đi Hà Nội có sống được không? Bơm vào chứ. Bơm vào chứ. Bắt đầu vào. Chiều nay. Chiều nay cháu. À chiều, chiều bắt đầu bà gần bà đi ra nữa. Cháu ngay đây mà. Ừ. Về đây chơi xong là tiện qua đây quay. Cái màu này là màu thật, thật của nó. Cái này nó chuyển ra ngoài này bồng máy bay ít. Đẹp nhỉ, lần đầu tiên thấy. Bình thường thấy nó toàn màu hồng hồng thôi. Đấy đúng không? Màu cam cam mấy giống màu này. Ở trên kia bán nhiều lắm. Nhưng mà chưa nhìn màu xanh bao giờ. Cái này nó có sọc ngang. Thì con kia cũng có sọc mà. Nên chẳng qua là mình. Con này trên Hà Nội thì đi, đi đi qua một chút một tí mình quay lại. Mình mua một đôi kia. Mọi người nếu mà có cơ hội qua Hải Phòng, qua chợ hàng thì có thể qua địa chỉ số 560 chợ hàng mới để vào tham quan tiệm cá cảnh này. Đấy, nhất là nhìn thấy mấy em coi kia mình phê quá, nhìn thích quá, không có bể, không có đủ bể để có thể nuôi. Đây là cá ali, mấy thanh niên ali này đánh nhau thì thôi rồi. Thôi mình sẽ qua một tiệm khác để quay cho mọi người nhé. Lũa, lũa con sai. Thôi, qua tiệm khác nha. Phải nói là ở chợ này thì tiệm cá cảnh luôn luôn là san sát nhau. Mình vừa bước ra ngoài thì ngay bên trái có một cửa hàng Aquafit số 481 chợ hàng. Sẽ vào đây xem có những gì độc đáo nhé. Quyệt đông quá, không thể sang được. Thế với những anh em chơi cá cảnh thủy sinh thì đây là thiên đường. Thiên đường của chúng ta đây. Đây mọi người có vẻ thích bán mấy em rùa kia. Mình đi đâu cũng thấy rất là nhiều em rùa. Cộng với cá thủy sinh. Và cá chép, ba đuôi. Các con nhà nhiều.
Cái này trồng thủy sinh nhìn độc đáo phết này này. Em cá này thì mình không rõ tên nhưng mình hay gọi nó là cái con mồm bêu. Nhìn mồm nó rất là đáng yêu. Hello. Quẩn. Con này đắt phết này này, không rẻ đâu. Chỗ này toàn cá có giá trị đấy. Nếu không nhầm con này cá là có giá trị. Và em cá rồng size còn rất là bé. Chắc đây là gọi là thân năm hoặc là kim năm gì đó. Mình thì không hiểu rõ về cá rồng lắm, nhưng mà nhìn dáng bơi của nó thì công nhận là kiểu quý tộc. Đây là cá La Hán. Ôi, giới thiệu mọi người một em La Hán đầu to, rất rất to luôn, sừng sừng uy nghi. Đối với những cái kinh nghiệm hạn hẹp của mình thì mình chỉ biết là cá La Hán mà size đầu càng to ấy, thì giá trị càng lớn. Em này cực kỳ là ung dữ, cá săn mồi ấy, ăn rất ác luôn, nên là thường một người đa sẻ hay nuôi một con. Nó cũng như cá rồng. Em này còn to hơn nữa. Con này thì máu rất đỏ đấy. Đấy, một đôi. Còn đây là kia là size phụ huynh thì đây là size học sinh. Tiệm này anh chủ có thể bán khá là nhiều cá La Hán. Đây sau này những em cá bún. Cá ly này thì có thể nuôi chung, nhưng mà nó cũng là một dòng cá săn mồi khá là hung dữ. Nếu mà chúng ta không cho chúng ăn đủ thì chúng sẽ phân chia lãnh thổ đánh nhau rất là kinh. Mình có một ông anh ở công ty cũng chơi dòng cá ly này mà cũng bảo nó đánh nhau rồi là nó chuỗi lên, nó cứ nhắc sự quãng hết cả lên, mà nuôi thì khá là đẹp. Cá thần tiên. Trong này thì mình không biết là tên là gì, nhưng mà giống giống cá biển, nhưng mà thực sự là cá nước ngọt. Đấy, mọi người nhìn này, giống cá biển đấy. Xây cam rồi. Còn đây là cái em gọi là ping pong. Ping pong người tròn xe. Nếu mà bạn nào nhà con nhỏ đuôi với em gian chu ping pong, bọn nhỏ nó rất là thích. Mình có ông anh cửa công ty ở nhà có hai đứa nào cũng nuôi cá, chỉ thích nuôi bọn ping pong với đàn chu. À, hàng lọc ở trên cái kia là xong. Coi thần tiên đầu vàng vàng. Nuôi cá ở đây thì phải đầu tư dòng lọc rồi, không chết cá sao mà phá được. Ở đây thì độc đáo những dòng cá size lớn rồi. Ví dụ như cá La Hán và cá rồng, nhưng mà phải nói là có những dòng cá mà ở Hà Nội mình chưa gặp bao giờ. Em bên trang của em là trang gì đó.
Em ở kênh Thủy Sinh For You. Bọn em cũng làm về cá cảnh. Thủy Sinh For You. Chắc là phải 3-4 hôm nữa em mới dựng video được. Đây, cửa hàng của chị chủ vừa lại hỏi mình là số 481 chợ hàng. À quá fit nha mọi người. Bảo này, không được mềm. Nếu mọi người đi chợ hàng vào thứ bảy và chủ nhật thì cái cảnh chen chúc còn hơn cả tắc đường ở Hà Nội như thế này thì chắc chắn liên tục gặp ở những cái ngã tư. Quá đông. Và chỉ cần thuê một hai cái ô tô đi vào trong những cái đường nhỏ như thế này nữa là chắc chắn là không thể là thoát được. Đang cố gắng lách để qua được chỗ này đấy. Có một cái ô tô ở đây thôi mà tắt đường hết luôn, không thể nào mà đi. Chả hiểu mấy bác ô tô đi vào đây là gì, đường khác thì phải đi nhanh hơn không? Đâu có thằng này nó đầu nó đeo cái biển ngu ở chán đâu rồi chú ơi. Rồi, các bác dân ở đây đang chờ cái ô tô kia, đang đeo cái biển ngu ở chán, mà được cũng nhận là ngu thật. Không chỉ những tiệm cá cảnh đâu, mình thấy ngoài đường ở đây người ta cũng bán rất là nhiều cá. Những cái cửa hàng ven đường ấy bán rất nhiều. Mình chưa thấy cái chợ nào bán nhiều cá cảnh như chợ này. Cứ đi một đoạn là sẽ thấy có một cái cửa hàng cá như thế này, người ta bán ngoài đường. Giá thì khá rẻ. Hành lý thân tiên này bao tiền đôi? Tiên 20.000. 20.000 một đôi ạ? Cả cái con coi đưa đầu vàng thì cũng 20.000 ạ? Cả bẻ bằng tiền nhau đây ạ. Cả bẻ ạ? À, cả bẻ đây luôn. Đó, đây đây. 20.000 một đôi. Rất là rẻ. Tiệm cá thì cứ cách nhau 3 mét một. Bên này có bên kia có luôn. Đây để mình quay. Đây có một tiệm cá. Ở bên này cũng đang có một tiệm cá. Để mình sẽ qua đây mình quay. Đây, đây cũng là có một tiệm cá. Đây mọi người thấy khá là lớn. Mình thì mình quay này mình ngại, rất ngại hỏi giá bởi vì hỏi nhiều không mua thì không hay lắm. À lũa kìa. Đó. Mình sẽ vào đây mình quay thử xem có dòng cá nào luôn. Nổi bật, độc đáo không nha. À, màu sắc hay trên này. Con này là con gì cả? Vẫn là Ali. Đây là bún. Cái cá. Cá đĩa. Rất nhiều cá đĩa. Và cả là hàng. Phượng hoàng lam. Chị ơi, chị, cá này nó tên là gì nhỉ? Tai tượng, bao tiền một con size nhỏ này? Size nhỏ là 60.000 nhỉ? Size bằng 2 đầu ngón tay là tầm 60.000. Còn cá tai tượng. Mấy em săn mồi thấy có vẻ khá là hung dữ. Mấy ta 60.000 thì mọi người nghĩ như thế nào? Đắt hay rẻ so với cùng mọi người bán? Rêu
sinh. Như ở đây có cây cây sườn cá này, mấy cây giấy này, mặc dù cây thủy sinh thì không đa dạng và cũng không có nhiều cây thuộc dạng đắt, nhưng mà thấy cũng khá là phong phú để cho mọi người có thể lựa chọn. Đây là những phụ kiện trang trí bằng nhựa thôi. Phần kia là đống lụa. Ở đây mọi người có thể thấy là người ta gắn ráy lên những cái cây lũa luôn này, để cho mọi người có thể là mua về và có thể là thả vào trong bể luôn. Điểm cá cảnh ở đây thì luôn luôn rất là đông người, rất là nhiều người quan tâm đến cá. Cá beta thì mình nghĩ ở đây không được đẹp lắm. So với những người chơi cá beta đích thực thì nó không được đẹp lắm. Đuôi ở đây có vẻ là nó đều bị hỏng hết rồi, đuôi đều bị chuỗi trước hết rồi. Chắc những cái em nhỏ học sinh sẽ phù hợp với điều kiện tài chính hơn để chơi những dòng cá beta, nuôi niềm đam mê ngay từ bé. Những em cá beta nó giá nó cũng chỉ tầm 20.000 đến 30.000 con, nó sẽ khá là phù hợp. Đấy, đấy mọi người có thể thấy là 3-4 tiệm cá cảnh san sát nhau. Lũa cũng rất là nhiều. Có một vài chục lũa. 3-4 tiệm cá cảnh san sát nhau. Kia là ra ngoài đường rồi, đến tầm này là hết kích của đoạn đường này rồi, mình sẽ tìm một đoạn đường khác xem còn mình có những tiệm cá cảnh to và có nhiều dòng cá độc đáo thì mình sẽ quay cho mọi người nhé. Ở miền Trung thì mình tắt, mình sẽ phải đi tìm lại, cái chợ này rất là lớn. Mình vừa mới thoát khỏi và tìm được một vài cái tiệm cá cảnh ở đây. Ở đây người ta có bán cả san hô này. San hô này san hô chết thôi, để trưng bày trang trí thôi. Đi vào trong là xem có gì. Cá beta. Nhiều cá beta. Đây mọi người bán khá nhiều cá beta. Trong tiệm này thì phần lớn là cá kép. Tiệm này thì phần lớn hầu như là cá chép. Không có nhiều cá lắm, để mình sang tiệm bên cạnh nha. Mình có nhìn thấy một vài em cá bảy màu. Đây là chắc là một vài em bảy màu mà mình thấy đẹp nhất ở khu chợ này. Mấy quả đằng thêm thì có để làm cái gì ấy? Phun gôn nhưng mà nó lại là gôn kiểu gì ấy. Chỗ vàng, chỗ trắng. Chỗ có còn bẻ thân nhiều. Thì cơm thì lốt, thì cơm. Không, mẹ mày sao thu bao nhiêu á? Đây là mấy em cá la hán sai học sinh. Đấy không? Cháu đã lẻ chú 4 đồng chú. Em không? Cá là người ta không?
em không? Em không? Nhiều đáng yêu. Lại cảm ơn. Thêm hai con là được rồi, cháu bắt cả. Thế bắt hai đấy, xin hàng ra, đổi hàng ra. Cháu bắt cả, mấy trăm con thôi, người ta thêm sáu chục mấy thôi. Là hai màu. Và đây là cá phượng hoàng. Ta nhỏ, đây là phượng hoàng gì ta? Nó lại chỉ có một màu vàng vàng thôi. Đây là phượng hoàng lam rồi. Điểm nhấn chủ đạo ở những tiệm thủy sinh ở đây vẫn là cá rồng và cá la hán, người bán rất là nhiều. Một bể thủy sinh trưng bày. Đấy, bình thường mấy con ngựa văn nó có màu này thôi, nhưng mà đầu tiên lại màu xanh. Đầu tiên mình thấy ngựa văn màu xanh. Chắc là do kiến thức cá cảnh của mình quá tham hiểm. Không biết khi nhìn những loại cá cảnh đó như vậy. Đây là một tiệm cá cảnh nữa. Và đây là một tiệm cá cảnh nữa. À, mình thấy có cả cái biển Cha Bio. Ba bạn đã đến đây để bia rồi. Chabio như mọi người biết thì trong nhiều anh em chia sẻ thì nó khá là tốt cho việc phân hủy, được phân của cá làm nước trong hơn. Nếu mà chúng ta nuôi cá cảnh thì có thể dùng cái Chabio thì nó sẽ hiệu quả hơn. Vào tiệm này quay thử cho mọi người xem có gì hay không nha. Em chủ quán khá là xinh. Đi Tùng Trang ơi. Cá thì hầu như mọi người ở đây lớn là bán cá chép. Đây là mình cá chép khá là đẹp, cá kiểu sừng ba màu trắng, đen và vàng. Em bình tĩnh xem cá. Số lượng rất lớn nhưng mà không được đặc sắc. Này mà để bơi theo đàn thì rất là tuyệt đây này. Đây là cá thần tiên đây. Cá đĩa. Lâu vẻ hả? Có bọn em bé đang nhìn cá. Mọi người có thể thấy là đường những em nhỏ rất là thích cá luôn. Kia là cá Ali. Sau này mình có con thì mình cũng sẽ làm một bể cá chép hoặc là cá ping pong, cá ran chu để cho nó nghịch. Bọn này thích cá lắm. Tính như quay tiếp cho mọi người nhưng mà bị người nhà gọi về ăn cơm rồi. Mong rằng cái trước khi mình quay thì mình sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về thú chơi cá cảnh thủy sinh của người dân Hải Phòng. Đấy, mọi người có thể thấy là rất là nhiều cửa hàng cá, rất là nhiều tiệm thủy sinh. Thì mong rằng mình quay như thế này sẽ giúp mọi người có thể hiểu rõ hơn về chợ hàng của Hải Phòng rộng lớn như thế nào và đông như thế nào. Và nếu mọi người thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.